Chào các bạn, trong cái video ngày hôm nay mình sẽ review một chiếc microphone cài áo mà hiện tại ở Việt Nam đang cháy hàng. Đó chính là chiếc microphone Sony ECM-NV1. Đấy, chiếc microphone mà mình đang đeo ở trên áo này chính là nó đấy. Thì cái microphone này ấy, mình phải mua từ Trung Quốc về, hàng chính hãng của Sony. Nó cũng y hệt ở Việt Nam thôi. Đấy, ở Việt Nam thì cái microphone này đang bán với giá khoảng gần 700 ngàn đồng. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó có những cái gì và nó ngon như thế nào nhé. Đây, cái vỏ hộp của cái mic này nó chỉ như này thôi. Đó, ECM-NV1. Cái mic này là hàng xách tay nhá, mình mua từ Trung Quốc về. Đó, nhưng mà nó vẫn là hàng chính hãng công ty của Trung Quốc. Tại vì là ở Việt Nam là hiện tại là cái mic này đang hết hàng. Mình tìm khắp nơi rồi nhưng mà không có chỗ nào bán. Đây là mình order luôn từ Trung Quốc và vẫn là hàng xịn luôn. Thế là sẽ tháo ra xem bên trong có gì nhá. Hiệp có cái mic bé tí mà bao nhiêu sách vở các kiểu. Đây, sách hướng dẫn sử dụng rồi là linh tinh à. Cái này chả có cái gì để đọc. Đơn giản là chỉ là cái mic thôi. Đó, hết. Đây là chiếc mic của chúng ta này. Đây là chiếc mic. Và một cái bông để lọc gió. Mic thì như này. Nói chung là build quality khá là xịn. Màu đen. Mình rất là thích cái màu đen này. Đấy. Mic Studio nên là có hai cái mic nhá, hai cái driver mic trái và phải này. Chân cắm 3.5. Ở đây có chữ China, sản xuất tại Trung Quốc. Wow. Trung Quốc à, đúng rồi, đây Make in China đây. Rồi lúc đầu mình thấy có chữ Indonesia đây, tưởng là sản xuất ở Indonesia nhưng không phải, vẫn là Make in China thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử nhá, mic khá đẹp đấy, mình sẽ test thử xem như nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ test thử chất lượng của con mic Sony này với hai cái mic khác, đó là cái mic Rode Wireless Go và một cái mic lavalier của hãng Saramonic. Cái mic này thì đi theo cái bộ mic không dây của Saramonic. Cái mic này thì mình mua thêm thôi, mua bên ngoài thôi, không biết là có phải hàng xịn hay không, nhưng mà mình sử dụng thì mình thấy nó rất là ngon nên là mình cũng sẽ tạm gọi nó là cái mic Saramonic đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ test thử xem cái chất lượng của con mic Sony này nó sẽ như thế nào so với hai con mic này nhá. Ở cái bài test đầu tiên ấy, mình sẽ cắm hai con mic, một con mic Sony này và con mic tạm gọi là Saramonic đi, vào hai cái cục transmitter của Wireless Go. Sau đó mình sẽ nói vào đây như này. Thì các bạn hãy tự nghe và phân biệt xem là con mic nào, chất lượng của con mic nào nó ngon hơn nhá. Đó, đó là bài test đầu tiên. Ở cái bài test đầu tiên ấy, mình sẽ cắm hai con mic, một con mic Sony này và con mic tạm gọi là Saramonic đi, vào hai cái cục transmitter của Wireless Go. Sau đó mình sẽ nói vào đây như này. Thì các bạn hãy tự nghe và phân biệt xem là con mic nào, chất lượng của con mic nào nó ngon hơn nhá. Đó, đó là bài test đầu tiên. Sau đó thì đến cái bài test thứ hai là mình sẽ rút cái con mic Saramonic này ra khỏi cục transmitter. Đấy. Mình rút ra này. Đó, sau đó mình sẽ để cái con Wireless Go này cạnh cái con Sony này và mình sẽ nói vào cả hai cái mic này. Đó, các bạn hãy nghe và đánh giá xem là chất lượng của nó như thế nào nhá. Khỏi cục transmitter. Mình rút ra này. Đó, sau đó mình sẽ để cái con Wireless Go này cạnh cái con Sony này và mình sẽ nói vào cả hai cái mic này.
Đó, các bạn hãy nghe và đánh giá xem là chất lượng của nó như thế nào nhé. Tiếp theo là một bài test nặng ký hơn một chút, đó là mình sẽ mang con mic này ra một cái môi trường ồn ào và có rất nhiều gió để test xem nó thể hiện như thế nào. Thì để hiệu quả cao nhất thì mình sẽ đeo cho nó cái miếng mút lọc gió này vào. Đó. Thì ngoài cái chức năng là lọc gió ra thì cái miếng mút này nó cũng có khả năng là lọc một chút tạp âm. Đấy, khi mà chúng ta ra những cái môi trường khắc nghiệt thì chúng ta nên đeo cho nó cái miếng mút này vào. Đó. À, mình cũng muốn nói thêm một chút nữa về con mic này, đó là chính là cái kẹp áo này, là mình rất là cái điểm này mình rất thích ở trên con mic này luôn. Đấy, chính là cái kẹp áo này nó có khả năng xoay 360 độ. Đó, khi chúng ta xoay ngang ra sẽ nhìn thấy các cái biểu tượng về những cái tiêu chuẩn của cái con mic này. Đấy, rất là xịn. Mặc dù là cái kẹp áo này nó bằng nhựa thôi nhá, nhưng mà cực kỳ là xịn. Mình cảm giác như là rất là xịn sò luôn. Đấy, xoay 90 độ thì nó sẽ có một cái khớp. Đấy, nghe khớp một phát. Đấy, cứ xoay 90 độ thì nó sẽ có một cái khớp một cái. Rất là xịn. Thì bây giờ mình sẽ mang cái mic này ra cái môi trường ồn ào và rất nhiều gió để thử xem nó thể hiện như thế nào nha. Chất âm của cái con mic này thì mình thấy nó khá giống với cái chất âm của cái mic Wireless Go, tức là âm thanh tự nhiên, bát chét đầy đủ. Còn cái mic Saramonic thì mình thấy nó thiên về âm trầm hơn một chút. Đấy, ngoài cái chức năng là sử dụng với máy quay, máy ảnh và máy ghi âm ra thì cái mic này cũng có thể cắm thẳng cắm vào điện thoại. Các bạn phải thông qua một cái jack TRS tới TRRS, thì cái jack này thì các bạn có thể mua ở bên ngoài hoặc là chế một cái. Mình cũng đã hướng dẫn, có một cái video hướng dẫn làm cái jack chuyển đổi lại rồi. Đấy. Thì cái đoạn clip này là mình đang quay thu âm bằng cái mic này và cắm thẳng vào điện thoại đây thông qua cái jack mà mình chế. Thì các bạn có thể xem là cái âm thanh nó như nào nhé. Trong cái môi trường này thì là khá là nhiều gió và xung quanh này thì cũng khá là ồn ào đấy, đang có mấy công trình đang làm nên là rất là ồn ào. Tổng kết lại thì mình thấy cái mic này nó có những cái ưu điểm sau đây. Đầu tiên là giá thành nó rẻ. Đấy, đây là một cái con mic của hãng Soly mà là mic stereo. Thì các bạn đã biết là bên trong nó sẽ có hai cái mic nhỏ. Đấy, mà giá thành của nó chỉ 6 đến 700 nghìn. Thì mình nghĩ đây là một cái mức giá rất là rẻ cho cái con mic này. Đó, thứ hai nữa là về chất lượng. Thì cái mic này có chất lượng rất là cao. Cái chất âm của nó thì cũng không thua kém gì những cái mic đắt tiền hơn nó. Đấy. Những cái mic mà tầm 1 triệu trên 1 triệu thì mình thấy là chất lượng nó cũng chỉ tương đương với con mic này mà thôi. Đó. Còn về nhược điểm thì mình thấy đầu tiên đó chính là cái thiết kế của nó. Bởi vì nó là mic stereo nên là nó sẽ hơi to. Đấy. Nhìn nó sẽ không được đẹp, không được gọn như những cái mic lavalier khác. Đó chính là cái nhược điểm đầu tiên. Còn cái nhược điểm thứ hai thì đó là cái độ dài dây của cái mic này nó chỉ tầm 1 mét. Thì cái này thì nó do cái nhu cầu sử dụng của các bạn thôi. Nếu mà các bạn sử dụng cái con mic này cho những cái việc mà để chúng ta cắm vào cái mic không dây, cục receiver không dây, hoặc là cắm vào những cái máy ghi âm, thì cái độ dài 1 mét này thì nó là độ dài cực kỳ là phù hợp luôn. Đấy, dài hơn thì nó lại rất là vướng. Thì đây lại không phải là nhược điểm. Tuy nhiên, nếu mà các bạn sử dụng cái con mic này để cắm thẳng vào máy ảnh hoặc là máy quay hoặc là cắm thẳng vào điện thoại thì rõ ràng là cái độ dài 1 mét thì là rất là ngắn. Đấy. Thì để giải quyết cái vấn đề đấy thì cũng có một cách, đó là chúng ta mua thêm một cái dây lối dài. Ví dụ như trước kia mình có mua một cái dây lối dài tầm 2 mét thì nó chỉ tầm 20 nghìn thôi. Thì các bạn cắm vào đấy thì nó sẽ tăng cái độ dài của cái mic lên, thì chúng ta sẽ dùng hoàn toàn bình thường được. Thì nhưng mà mình cũng có thể coi đây là một cái nhược điểm của cái mic này. Đấy. Thì nói chung, tóm lại thì mình nghĩ đây vẫn là một con mic cực kỳ đáng mua. Đó, bởi vì là tổng kết lại thì nó vẫn rất là ngon, cái mic này rất là ngon. Đấy. Đấy. Và giá thành của nó thì nói thật sự là trong cái phân khúc mà tầm 6 đến 700 nghìn, mình nghĩ là không có con mic nào mà vượt qua được cái con mic này cả. Đấy. Cái video này của mình thì đến đây là kết thúc. Mình hy vọng cái video này có ích với mọi người. Ai mà thấy hay thì hãy like và subscribe kênh mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.